Chỉ cần nhớ hộ tôi là mỗi một số hóa đơn là với ta liên là được. Thế còn nếu mà các bạn ở đây không có đủ giấy ngang thì các bạn viết một liên chỉ là để lắm được chi tiết thôi. Thế còn các bạn phải nhớ là mỗi một số hóa đơn thì các bạn phải liên nhé. Thế ba liên này dùng với mục đích gì ạ? Tại sao lại phải viết ba liên? Mỗi một lần xuất hóa đơn mình viết ba liên ạ? Tại vì một hóa một liên mình giữ lại, một liên mấy thì mình giữ nhỉ? Nếu các bạn thử có quan sát thì cái mục đích của từng liên là người ta đã ghi rất là rõ trên hóa đơn rồi đấy, đúng không? Lưu dạy gốc tức là như nào nhỉ? Có nghĩa là mình để là